hồ thông minh Smart K10 phá vỡ mọi giới hạn về đồng hồ thông minh lắp SIM, đã hiện đại nay còn tiện lợi hơn với cải tiến vượt trội, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng. Hãy cùng Huyền Anh unbox siêu phẩm đến từ thương hiệu One Smart Việt Nam để xem bên trong có gì nhé. Sản phẩm được đóng hộp khá là chắc chắn, phía trong là mặt đồng hồ và dây đồng hồ, phía dưới là khay đỡ sạc USB và hướng dẫn sử dụng. Smart K10 có nhiều màu dây khác nhau như trắng, hồng, đen, xanh lá, xanh lam, đỏ và đặc biệt là có thể tự thay dây, thay vỏ thoải mái để phù hợp với sở thích hoặc trang phục. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết cấu hình cũng như giao diện của đồng hồ nhé. Màn hình tràn viền hiển thị hình ảnh cực sắc nét. Bên cạnh các tính năng nghe, gọi trực tiếp trên đồng hồ thông qua kết nối Bluetooth, thông báo tin nhắn, các mạng xã hội như Facebook, Messenger như các loại đồng hồ thông minh khác, thì Smart K10 còn được trang bị 3 chế độ lắp SIM độc lập cho riêng đồng hồ, lắp SIM cùng với điện thoại, đồng bộ danh bạ kết hợp hai SIM song song giữa điện thoại và đồng hồ. Trong 3 chế độ lắp SIM thì mình thích nhất là chế độ lắp SIM độc lập. Chế độ này sẽ biến đồng hồ thông minh thành một chiếc smartphone thực thụ với đầy đủ các tính năng từ nghe, gọi đến giải trí. Ngoài ra đây còn là dòng đồng hồ vô cùng thân thiện với người dùng vì được tích hợp đầy đủ các ứng dụng theo dõi sức khỏe như đo nhịp tim, huyết áp, đếm bước chạy, nhắc nhở vận động, nhắc nhở uống nước, nhắc nhở tình trạng sức khỏe kém, theo dõi giấc ngủ. Chế độ lật tay sáng màn hình cực nhạy, không cần chạm vào màn hình, vẫn có thể xem giờ nhanh chóng, tiện lợi. Và điều quan trọng là đồng hồ này kết nối được cả hệ điều hành iOS và Android, tương thích với hầu hết các dòng máy thông dụng trên thị trường hiện nay. Tính năng tìm điện thoại di động vô cùng thông minh, nhắc nhở chống mất và tìm kiếm hai chiều, rất phù hợp với những ai để đâu quên đấy như mình. Cùng rất nhiều tính năng tiện ích khác như đồng hồ báo thức, lịch, đồng hồ bấm giờ và còn tích hợp 5 game trực tuyến hấp dẫn. Đồng hồ thông minh Smart K10 phù hợp với nhiều đối tượng từ trẻ em, người già hoặc người không sử dụng điện thoại nhưng vẫn muốn nghe, gọi, liên lạc với người thân. Những người có công việc như trực hotline, điện thoại hoặc những người muốn sử dụng tất cả các tính năng thông minh trên một chiếc đồng hồ lắp SIM. Đặc biệt, tại OneSmart, đồng hồ Smart K10 đang được khuyến mãi lên đến 80% cùng rất nhiều quà tặng hấp dẫn. Còn chần chừ gì nữa mà không nhanh tay để lại ngay số điện thoại, truy cập trang web onesmart.vn hoặc liên hệ hotline 0359 025 916 để sở hữu ngay cho mình một chiếc đồng hồ thông minh với vô vàn tiện ích này nhé.